Kính thưa quý vị, có thể thấy là đã có sự chuyển đổi số trong doanh nghiệp và lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Quảng Trị. Tuy nhiên, như những ý kiến trong phóng sự vừa rồi thì việc chuyển đổi số vẫn còn gặp những cái khó khăn và rào cản. Về vấn đề này, chúng tôi xin được kết nối với ông Chu Quang Huy, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn FPT. Vâng, thưa ông Chu Quang Huy ạ, về vấn đề mà chuyển đổi số trong doanh nghiệp và lĩnh vực nông nghiệp thì chúng ta cần quan tâm đến vấn đề gì để mà đạt được thành công ạ? Theo tôi, có hai vấn đề quan trọng là nhận thức và nhân lực. Mới đây nhất, ngày 21 tháng 9 năm 2022, tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định về ngày chuyển đổi số của tỉnh hàng năm, trong đó đề cập tới hai mục tiêu quan trọng là nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, cũng như thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân để bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị. Vâng, xin được cảm ơn những ý kiến của ông và chúng tôi sẽ trở lại trao đổi với ông trong phần sau của chương trình. Kính thưa quý vị, còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với một phóng sự điểm lại những cái mục tiêu của chuyển đổi số tại Quảng Trị đến năm 2025. Với mục tiêu phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, đặt ra mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ dịchvucong.quangtri.gov.vn trước năm 2025. 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia. 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý hoàn toàn trên môi trường số, trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước. 100% cán bộ công chức sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh trong công việc. 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế xã hội phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống thông tin báo cáo chính phủ. 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Tối thiểu 60% các sở ban ngành có hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung trên phạm vi toàn tỉnh, kết nối liên thông qua nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh, hình thành các cơ sở dữ liệu dùng chung cấp tỉnh. Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Phấn đấu kinh tế số chiếm 10% GRDP, duy trì Quảng Trị nằm trong nhóm khá của cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Từng bước ứng dụng các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán các loại phí, lệ phí và hoạt động kinh doanh, mua sắm trong cộng đồng. Về phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số. Hạ tầng, mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã. Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại di động thông minh. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 35%. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là một phóng sự điểm lại những mục tiêu của chuyển đổi số tại Quảng Trị đến năm 2025. Xin được trở lại trao đổi với hai vị khách mời của chương trình. Thưa bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Thưa bà, là đang có những cái khó khăn gì đặt ra cho việc đẩy mạnh chuyển đổi số tại Quảng Trị ạ? Chuyển đổi số là tổng thể và toàn diện, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ và sự vào cuộc của toàn bộ các cái nguồn lực trong xã hội. Bởi vậy là tỉnh Quảng Trị là một tỉnh nghèo, cái nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số là ít so với cả nước, và chỉ đạo của trung ương là chưa đạt được 1%. Nguồn nhân lực cũng rất là quan trọng trong để thúc đẩy trong quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên ở Quảng Trị thì cái thu nhập của cái nguồn nhân lực là rất là thấp so với các thành phố lớn, nên hầu hết con em chúng ta học xong là ra lao động và họ sinh sống ở những thành phố lớn để có cái điều kiện thu nhập cao hơn, nên là nguồn nhân lực của địa phương cũng đang thiếu và rất là hạn chế, nên là đấy là cũng một cái vấn đề rất là khó khăn. Cái thứ ba nữa là cái nhận thức là chuyển đổi số là tổng thể đòi hỏi thay đổi tư duy, và đặc biệt là người đứng đầu của các cơ quan doanh nghiệp và các địa phương, và sự vào cuộc của là sự tổng thể và toàn diện, thì toàn diện là sự vào cuộc của toàn bộ người dân, mà cái nhận thức thì phải nói là chưa có sự đồng đều.
cái sự nhận thức thì tập trung chủ yếu là ở thành phố lớn, còn ở những vùng nông thôn khó khăn thì về cái hạ tầng cũng rất là khó khăn, và cái nhận thức họ cũng đang còn là hạn chế, nên là cũng rất ảnh hưởng đến trong quá trình chuyển đổi số một cách toàn diện. Và hạ tầng hiện nay á, thì cũng đang còn khó khăn, như là thiếu về cái phủ sóng thì vẫn đang còn có những cái vùng lõm, và có những cái thôn bản vẫn chưa có sóng và internet về đến vùng nông thôn. Cái thứ hai nữa là cái điện thoại thông minh để sử dụng cho công tác chuyển đổi số trong dân thì vẫn đang tỷ lệ đang còn thấp, nên là để mà triển khai cho người dân đồng loạt như thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và kinh doanh buôn bán trên mạng thì vẫn, và thực hiện các cái dịch vụ khác thì vẫn đang còn khó khăn. Và cái thứ ba nữa là về cả cái cơ chế chính sách đôi lúc cũng có đang còn gặp khó khăn, là vì là chưa đồng bộ, chưa kịp thời, nên là cái triển khai thì vẫn đang còn chưa thông suốt. Vâng, xin được cảm ơn bà. Và chúng tôi xin được trở lại kết nối với ông Chu Quang Huy, giám đốc nhân sự tập đoàn FPT ạ. Vâng, thưa ông, là tháng 4 năm 2022 thì tập đoàn FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chuyển đổi số tại tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 ạ. Vậy ông có thể chia sẻ kỳ vọng của mình khi mà triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với tỉnh Quảng Trị ạ? Kỳ vọng của FPT trong thỏa thuận hợp tác này là dựa trên các xu hướng, giải pháp công nghệ mới nhất và phù hợp nhất giúp Quảng Trị tìm ra hướng đi khác biệt để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ở cả ba trụ cột là kinh tế số, xã hội số, chính phủ số, nhằm mang đến những lợi ích thiết thực nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, FPT cũng kỳ vọng sẽ có những đóng góp quan trọng góp phần giúp Quảng Trị hoàn thành các mục tiêu tại quyết định số 749 QĐ-TTG ngày 3 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cũng như từng bước nâng thứ hạng của tỉnh trên bảng xếp hạng đánh giá chỉ số chuyển đổi số DTI hàng năm. Vâng, thưa ông, là với thế mạnh về công nghệ cùng với kinh nghiệm chuyển đổi số của tập đoàn, cũng như là đặc thù kinh tế xã hội và lợi thế cạnh tranh của tỉnh Quảng Trị, thì tập đoàn sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Trị như thế nào ạ? Theo thỏa thuận, dựa trên năng lực, kinh nghiệm và thế mạnh của mình, FPT sẽ hỗ trợ tham gia cùng tỉnh Quảng Trị trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tập đoàn cũng sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị triển khai gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị trong việc tư vấn chuyển đổi số và triển khai các ứng dụng chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ gia đình bán sản phẩm tại Quảng Trị, hoặc là chung tay đưa sản phẩm của Quảng Trị ra toàn quốc thông qua các nền tảng thương mại, trong đó có nền tảng thương mại điện tử của Sen Đỏ. Bên cạnh đó thì FPT cũng sẽ đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị triển khai các chương trình đào tạo thay đổi nhận thức cũng như đào tạo chuyên sâu về chuyển đổi số cho các cấp lãnh đạo, cán bộ công chức, cán bộ viên chức nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cũng như giúp tỉnh có nguồn lực về chuyển đổi số chất lượng cao. Chúng tôi cam kết đầu tư nguồn lực tốt nhất đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của tỉnh Quảng Trị, triển khai các cái dự án phù hợp với năng lực theo phân công của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. FPT cũng sẽ huy động nguồn lực chuyên gia giàu uy tín, kinh nghiệm, chuyên môn cao trong cộng đồng để hợp lực đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị xác định các ưu tiên trong quá trình triển khai chuyển đổi số, bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vâng, thưa ông, là muốn chuyển đổi số thành công thì phải có nguồn lực số chất lượng cao. Về vấn đề này thì tỉnh Quảng Trị cần quan tâm như thế nào và tập đoàn sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Trị trong cái vấn đề này ra sao ạ? Như tôi đã đề cập, FPT sẽ đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị triển khai các chương trình đào tạo thay đổi nhận thức cũng như đào tạo chuyên sâu về chuyển đổi số, giúp tỉnh có nguồn lực số chất lượng cao. Cụ thể, FPT sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị triển khai các chương trình đào tạo cho các cấp lãnh đạo, cán bộ công chức, cán bộ viên chức, đặc biệt là các cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin trong hệ thống chính quyền tỉnh, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số. Chương trình đào tạo sẽ bao gồm các chương trình ngắn hạn về nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, cũng như các khóa chuyên sâu về các kỹ năng số, sử dụng các sản phẩm chuyển đổi số như phần mềm, nền tảng, công nghệ số và các phương pháp luận về triển khai chuyển đổi số. Đặc biệt, chúng tôi cũng sẽ phối hợp với Hệ thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị, đơn vị nòng cốt trong việc thúc đẩy chuyển đổi số của tỉnh, để tập huấn, chuyển giao kiến thức chuyển đổi số cho đoàn thanh niên, triển khai các chương trình thi đua, đổi mới, sáng tạo để đưa các ứng dụng chuyển đổi số vào thực tiễn tới từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn tỉnh. Vâng, xin được cảm ơn ông với những trao đổi vừa rồi ạ.